Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý Phật tử đồng hương, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Vi Diệu Pháp Giảng Kinh Nhân Duyên, hay còn gọi vòng luân hồi, hay còn gọi con quỷ vô thường. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vô vòng thứ hai là vòng nghiệp. Mời tất cả quý vị lắng nghe. Dạ, đây là bức tranh con quỷ vô thường. Vòng 1 là vòng phiền não chỉ huy điều khiển chúng ta đi luân hồi. Chúng ta học rồi kỳ vừa rồi. Hôm nay chúng ta học qua vòng số 2 là vòng nghiệp. Và vòng này chúng ta thấy chia hai, một bên màu trắng, một bên màu đen. Nửa bên nền đen có những người, quý vị thấy trần truồng nam nữ ngã nghiêng ngã ngửa, té đầu nhào đầu hướng xuống. Đây là những người đáng thương đi vào từ tâm tối vào tâm tối, là những người nè hay sát hại nè, hay trộm cắp, hay tà dâm, hay ngoại tình, hay nói láo, hay uống rượu, hay chè chén, vân vân. Đó là nghiệp đen, là từ khổ vào khổ, là hành động của thú tánh, là dễ đưa đến quả khổ của địa ngục ngạ quỷ bàn xanh, là cảnh giới, là cảnh tam đồ, là đưa về cảnh thú, là loạn luân, là ngoại tình, là giết chồng giết vợ, là cãi nhau cự nhau, vân vân, những tệ nạn trong xã hội. Nửa bên màu trắng là chúng ta thấy có nữ Phật tử, nam Phật tử, tỳ kheo ni. Các vị này nắm tay nhau thực hành theo lời Phật dạy. Và chỉ có cái vòng trắng này nó mới có một con đường băng ngang qua cái vòng đạo, băng ngang qua cái vòng 12 nhân duyên, băng ngang qua cái lửa vô thường để mà thành Bồ Tát và thành Phật. Vòng này mình gọi là màu tỳ kheo ni, đó cầm cái đèn sáng, tức là cầm ngọn đuốc trí tuệ, gọi là đuốc tuệ đó, là cầm đuốc soi đường cho mình và cho người, là hình ảnh của những người đi từ sáng vào sáng, những người đi từ hạnh phúc vào hạnh phúc, những người xa lánh từ tối vào tối, những người xa lánh con đường từ mê vào mê. Chúng ta hay tạo nghiệp vì cái miếng ăn của mình, vì cái chút lợi nhuận, vì chút danh dự, vì chút tự ngã, vì chút kiêu mạn, chúng ta hay xâm phạm và làm tổn thương người vì lời nói, mình bị quả báo về lời nói. Làm tổn thương người đau đớn về thân mạng thì mình bị bạ quả báo bệnh hoạn đau đớn về thân mạng. Buôn bán mà lời nhiều quá thì cũng là phạm tội ăn cắp. Lấy đè đầu đè cổ mấy con súc vật để mà ăn, tức là phạm tội trộm, nó đâu cho mình ăn thịt nó đâu. Nhưng mà mình nghĩ mình may mắn, mình có phước hơn nó, mình mạnh hơn nó, cho nên mình ăn hiếp nó, mình cắt cổ nó để mình nấu cháo, nấu gà, nấu đồ mình ăn, tức là mình phạm tội trộm nó. Mang nợ thân nó thì phải trả lại thân. Nhiều người ở vòng đen mà trần truồng, có nghĩa là trần truồng mà không xấu hổ, làm việc xấu mà không xấu hổ với việc xấu, cho mình là tài, là giỏi, là lanh. Gạt được chị này lấy được 100.000, gạt được chị kia lấy được 200 đô, hãnh diện với những cái xấu của mình. Chư tăng ni dẫn đường, cho nên đi trên con đường trắng tạo nghiệp lành. Đức Phật không có bắt chúng ta làm cái gì khó công phu, nửa đêm thức hơn dậy sớm. Đức Phật chỉ khuyên chúng ta tránh giữ làm lành, đừng xâm giữ năm giới, mười giới, Bồ Tát giới, Sa Di Ni giới. Làm lành tà theo con đường trắng thì chúng ta đi về cõi trời, cõi người, A-la-hán, duyên giác, Bồ Tát, Phật, thì chúng ta không có rên khổ, không bị khổ. Còn mình cứ rên khổ mà mình cứ nhào đầu vô con đường xấu thì mình phải khổ. Nếu cứ sát sanh trộm cắp, nói dối, hai lưỡi nói lời độc ác là thói xấu, ở trong vòng đen trần truồng sai quấy mà không tự biết, từ cõi thú mà trở lên làm người,
Prison cảnh sát có kể một câu chuyện. Có một người bị con voi nó rượt. Và khi con voi nó rượt như vậy, người này mới thấy cái giếng cạn, mới nắm cái rễ cây ngay cái thành giếng ấy, mới đu tòn tan xuống cái giếng. Xuống cái giếng rồi ngó xuống đáy giếng, thấy có bốn con rồng nó đối khác, nó rực lửa, nó phun lên, cái không dám leo xuống, đu tòn tan thôi. Bốn bên thành giếng lại ngó kỹ, có bốn con rắn thè lưỡi, nha răng, sợ quá. Bây giờ chỉ còn cái sợi dây đa treo tòn tan. Ở dưới có bốn con rồng giữ, ở trên có bốn con rắn độc. Khốn nổi cái sợi dây nó tòn tan, nó yếu đuối, nó mỏng manh, nó sắp rớt. Đang lúc quái âm sắp chết như vậy, do sức nặng của năm 140 bao của người đó đè xuống, thì bỗng cái có một có hai con chuột, chuột trắng, chuột đen, nó bên thành giếng nó ngậm cái rễ cây đa. Ổng nắm cái rễ cây đa mà nó ngậm cái rễ cây đa, khiến cho sợi dây càng ngày càng mòn, có nguy hiểm bị đứt dây té xuống. Trong lúc mạng sống tòn tan mỏng manh sắp chết đáng sợ đó, thì bỗng đâu có năm con ong bay qua nhả cái mật ong vô cái miệng. Cái người mà đang sợ chết đó liếm cái mật ngọt, và quỷ này ngay ngắt khoái hưởng thọ cái mật ngọt, quên hết sự nguy hiểm, nguy nan đang rình rập của mình từ cái bốn con rắn và bốn con rồng. Quý vị nghe dụ của câu chuyện nhé. Voi đuổi là tượng trưng cho con người của mình đi dần tới cái chết. Sư Dĩ Hương 60 tuổi rồi đó, là cũng dần rồi đó, sắp rồi đó. Vậy nào 70 là 80 là sắp ngồi gần bàn thờ rồi đó. Tức là bị con voi nó đuổi. Cái rễ cây đa tòn tan trên miệng giếng, tức là mạng sống của mình sắp chết. Ba con rồng ở dưới mà nó phun lửa lên á, là nói về tham sân, sân si, tức là cái vòng trốn trung tâm, con heo, bồ câu và con rắn. Trong lúc đang sợ chết như vậy, bốn con rắn ở trên nó thè lưỡi, tức là đất nước gió lửa. Trong người của mình có đất nước gió lửa là bốn con rắn. Đất là thịt da nè, nước là máu mủ nè, hơi thở là gió nè, hơi nóng là lửa nè. Bốn cái này mà nó không có hòa với nhau thì nó là một ổ bệnh hoạn. Quý vị nghĩ đi, quý vị bệnh hoạn là do tứ đại bất hòa. Nếu quý vị khám bệnh, uống thuốc, bốn đại nó hòa thì quý vị bình yên, tụng kinh niệm Phật. Cho nên bốn cái này nó là một cái ổ bệnh hoạn. Chuột đen, chuột trắng, tức là ngày đêm trôi qua, sanh mạng mòn dần cái chết ập đến. Năm giọt mật, tức là tài tiền nè, thấy tiền là mê, cho nên sắp chết mà cũng mê. Thấy sắc đẹp là mê dù bệnh hoạn. Thấy danh lợi được lên chức, ăn ngon ngủ kỹ, năm cái này nó khiến cho mình quên đi cái chuyện bệnh hoạn. Năm cái này nó khiến cho mình quên đi cái con voi nó đang rượt mình, cái tham sân si nó đang rượt mình. Vâng, cho nên ý dạy rằng là vô thường sắp đến, mạng người trong hơi thở, nỗ lực tiến tu chứ nhàn nhã qua ngày, qua tháng như cá cạn nước còn có vui chi. Đức Phật dạy chúng ta tu cũng giống như lửa cháy tóc mà mình phải củi nhanh. Bây giờ quý vị tưởng tượng đi, trên đầu quý vị có tóc, Sư Dĩ Hương không có tóc, nhưng mà mình tưởng tượng là có tóc. Mà nếu mà lửa nó cháy cái tóc mình, thì việc đầu tiên của mình là mình tiếp tục mình vẫn ăn, hay là mình phải phủi lửa trên cái tóc của mình? Chỉ nhiên trước tiên ăn uống hay giảng pháp gì cũng phải qua để phủi hay dập tắt lửa trên đầu, cũng giống như vậy. Chúng ta phải tu gắt đi, giống như lửa đang cháy chết trên đầu, cái chết sắp đến. Giờ quý vị, Sư Dĩ Hương thì thỉnh thoảng có đi thăm nhà tù. Sư Dĩ Hương thì thỉnh thoảng có viết thư tín cho tù nhân để giảng pháp qua thư tín. Sư có bộ sách đó mà, Tù Nhân và Nữ Tu. Hoa Kỳ.
Sư gặp những người tử tù đó quý vị. Những người tử tù là họ biết được là 3 ngày, 1 tuần họ có cái ngày ấn định để họ chết. Còn nhóm chúng ta thì cái tà tà hỉnh hỉnh, mình ngưỡng là mình sống lâu lắm, còn lâu còn dài, cho nên tha hồ đi chơi, tha hồ cãi, tha hồ làm những cái chuyện rất là uổng phí. Thế thì khi Hiếu Hương tiếp xúc với những người tử tù đó, họ biết 3 ngày nữa họ chết. Sư Hiếu Hương hỏi trong 3 ngày này chú sẽ làm gì khi chú biết rằng là 3 ngày nữa chú sẽ chết. Chú đó là người Phật tử. Trong 3 ngày này tôi sẽ không coi tivi, vì nhà tù vẫn có một cái tivi tập thể. Trong 3 ngày này tôi sẽ không có viết thư cho bạn bè gì hết. Trong 3 ngày này tôi xuống tôi có ăn cơm với lại bạn tù đi nữa. Tôi cũng không gây với họ, tôi sẵn sàng nhường cái ghế của tôi cho họ. Trong 3 ngày này nếu mà tôi tắm mà bạn tôi nó có dành cái phòng tắm, tôi cũng nhường cho họ. Trong 3 ngày này tôi sẽ chuyên niệm Phật thôi. Tôi sẽ buông bỏ những chuyện vô lý đó, để một lòng xin Phật rước tôi hết cái kiếp tù nhân này, cho tôi sanh một cái kiếp khác tốt đẹp hơn. Quý vị thấy rằng là khi mà họ biết họ sắp chết thì họ chuyên tâm. Câu chuyện mà cái người mà bị voi rượt mà rớt xuống giếng mà bị tham sân si, 3 con rồng rồi bị 4 con rắn nó rượt á, cũng giống như là cái người mà biết không biết mình chết mà cứ tà tà hỉnh hỉnh, vẫn vui với ngũ dục, vẫn đánh đuối ngọt ngào với tiền tài danh sắc địa vị, thăng uống ngủ nghỉ tà tà tỉnh tỉnh, không biết cái con quỷ vô thường đấy. Cho nên nói chứ tử tù gì mà họ cũng may mắn đó. Họ tập trung họ tu. Cũng giống như sư Dĩ Hương cũng tiếp xúc nhiều bệnh nhân á, mà họ biết rằng là nửa tháng ung thư kỳ cuối, nửa tháng nữa họ chết. Thì nửa tháng của họ nửa chết, họ cũng sẽ tập trung giống như anh tử tù đó, không có tà tà hỉnh hỉnh. Mình nói chứ mình may mình được sống, mình được ngồi đây, nhưng mà mình không biết ngày chết, cho nên mình cứ tà tà tu cứ rai rai, thành ra may mắn mà không may mắn lắm. Nói về cái nghĩa, về cái tinh tấn, về cái chuyên tâm, về cái dốc lòng. Vâng, chúng ta ai cũng chết, nhưng mà không biết ngày chết, cho nên chúng ta nhởn nhơ như cá cạn nước mà không có biết. Niệm niệm lìa trần, tâm tâm xuất thế. Mê chứa mê thì đi từ khổ vào khổ. Làm ác là nghiệp đen, làm lành là nghiệp trắng. Rõ ràng vòng thứ hai đã phân biệt rõ. Nay buồn đời sao buồn nếu mình làm ác. Người ác hai đời buồn, buồn nản tự diệt mình. Làm thiện thấy việc khác mình làm. Nay vui đời sao vui, người thiện hai đời vui. An vui quá an vui, thấy việc thiện mình làm. Như vậy tóm lại, thiện hay ác đều có quả báo khác nhau, chỉ do cái mình biết chuyển tâm thôi. Và mình thấy rõ ràng chỉ có nghiệp thiện mới có con đường để mình thoát cái lửa vô thường này, còn nghiệp ác không có đường. Cho nên các vị nhớ giữ tâm thật thuần, thuần thành thánh, thánh thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện